siêu xe này McLaren 720S vừa rồi, rồi anh này hai anh này ra biển nè, dán biển số vô xe này. Anh Tuấn, anh Tuấn Cầm Bắc, bạn của anh Cường. Đu quá, bao đẹp luôn. Trời ơi, cái đống này mà đang lên. Đây là bọt của anh Cường, anh không có xuống xem xe, chỉ đi theo thôi. Chỉ tịch rồi chiếc xe. Đây, mời các bạn xem full clip nha. Đây là xe của Hồ Vĩnh Thành vừa đẹp xuống nè. Cái màu khỏi chơi luôn. Đây là Tuấn Cầm Bắc. Đẹp dễ sư huynh. Đẹp dễ em. Đang có chạy cao sạch đúng không? Đó. Trời xứ à. Mười mấy đi, mười một đi à. Chưa rồi, đi xe Phương chứ. Xe Phương đầu đàn cũng đi ra trước. Ủa, anh đi hai chiếc rồi, chứ giờ số 3 nữa. Anh chở không? Ra Hà Nội xong rồi, mấy dòng về Đà Nẵng chở rồi số 3 ra. Đây vừa hỏi cái anh này là của Hồ Vĩnh Thành chở đoàn siêu xe cao sành ra Hà Nội chủ nhật tuần này nha. Chủ nhật tuần này là anh chở rồi bạn. Đây xe ve xuống nè, ve xuống chở vô đăng kiểm. Này anh Tuấn, à, bộ mâm lạ khác với lại mấy con McLaren kia ở Việt Nam. Cái đèn trước siêu ngầu, màu ra nắng thì lát nó chuyển màu vàng, vàng với màu cam. Quá đẹp. Mua vào đậu đó đi. Cái chiếc này mua vào đậu đó chứ chạy đâu. Đây, đó, ảnh vừa lấy biển số ở đâu đó, đem về đây dán cho xe để lên đăng kiểm. Đó, anh Cường năm nay chơi ra bị trắng luôn, ra bị suýt, ra bị trắng luôn đi cao sờn. Ori R8 chắc để nhà đi em này, McLaren 720S, con hiện tại nó có 2.7 giây là tăng tốc 0 tới 100 km/h, nó tới 720 mã lực lần. Con này ăn đứt Aven luôn, F12 rồi. Bọt GT3 hay là Hurricane, nói chung mấy con dọc thấp hơn là ăn hết. Ngay ngang với lại GT2 RS á, với lại Avent FPG. Em Tuấn nè, coi nổ máy nha, nổ máy di chuyển xe vô. Ôi, ở đây. Phê. Cái đèn bao ngầu nè, bật lên là bao ngầu. Bồ hơi giòn nhưng mà chưa có độ bô, còn chưa. Lát tung cánh lên hai cánh là bao đẹp luôn. Nhìn là ghen luôn. Địa điểm đăng kiểm ở quận 7 nha, Huỳnh Tuấn Phát quận 7. Tại anh Cường ở quận 7 nên đăng kiểm ở đây. À, ở quận 7 thì vẫn còn đầu G biển cuối. Coi nè, màu đẹp luôn. Đu quá, màu đẹp luôn. Trời ơi, cái đám này mà đang lên. Để không biết gì đâu. Đăng Facebook là nghìn like luôn. À đẹp ghê là luôn. Đây mấy anh này đang đăng kiểm nè. Đang kê số khung số máy nè. Nội thất rồi, tiến bộ. Lát kiểm tra đèn. Nội thất da bò. Kiểu màu kem nè. Qua đây kiểm tra đèn đồ. Lúc chạy con
Tôi từng chạy có màu đỏ lên ba trăm mấy à, ba trăm mấy km một giờ. Không, đó này kiểm tra đèn nè, có đủ sáng không? Đó, cái màu không chơi được 95017. Biển hơi xấu. Nhưng mà kệ, này biển bấm như biển mua. Về xe ra. Đúng, à, bước từ từ ra. Này Tấn lái vào quận 2. Ủa, được chợ đem xe lên quận 2. Quận 2 chăm sóc lại xong mới đưa cho anh Cường. Có xe anh Cường nè, Cường đi bọt cây gen, cây gen S mới mua 7 tỷ phải. Anh không có xuống lái xe, chỉ trên xe thôi, đi theo. Đấy, đang trên xe vẫy tay chào. Chủ tịch gọi chiếc xe. Chủ tịch. Đó, này, Tấn lái xe lên xe thớt chuyển về quận 2. Con này về Việt Nam chắc cỡ hai mấy tỷ trở lên, 23 tới 25 tỷ trở lên chứ không rẻ đâu. Nhà em còn cái bao bọt à, lấy cắn rửa. Xe Kawasaki đâu ra. Trời ơi, quay xe là lúc đó vui rồi. Đẹp thiệt. Tôi Việt Nam nha, xe Kawasaki. Xe này là mình vẫn đăng lên. Xe chở Kawasaki nha. Thử chắc đăng được rồi. Bye anh. Đúng thân thiện luôn. Trời. À, nếu bạn xem video thấy hay thì nhớ like và share và subscribe để xem những video tiếp theo về những xe này nha. Quay xe.